Một siêu phẩm nâng cấp nội thất cho xe Kia Carnival đến từ Hà Nội với tông màu full đen. Mời các anh em cùng chiêm ngưỡng. Hạng mục đầu tiên cũng là hạng mục quan trọng nhất của xe, đó chính là cặp ghế whip siêu xịn sò này nha anh em. Đây là mẫu ghế quốc dân năm 2023 luôn nha. Đầu tiên về cái giao diện mặt tiền của nó nè, anh em nhìn nó rất là thẩm mỹ nha. Thứ hai nữa là đầy đủ tính năng hết. Chúng ta có thể chỉnh bằng hai cách. Cách thứ nhất là bằng cái dải bàn phím ở trên đây. Đây, đó, bây giờ khá chỉnh nè. Tiến tới nè, đó. Khá lùi nha. Đó, và khi không thích chỉnh trên bàn phím thì chúng ta có thể chỉnh trên màn hình cảm ứng đây nha anh em. Đây, khá nhấn một cái là hai cái màn hình cảm ứng của hai ghế đó chạy lên luôn nè. Đó, thì trên này chúng ta có thể chỉnh đầy đủ tính năng luôn, như quạt mát, massage, sưởi. Bây giờ khá chỉnh thử cái tiếng lùi nha. Đó, lùi nè, tiếng nè. Đó, lùi nè, rất nhạy nha anh em. Đó, khi chúng ta không xài nữa thì chúng ta bấm vô cái là nó chạy xuống thôi. Đó, cặp ghế xịn chưa anh em? Đó, đây là một mẫu ghế rất hot ở thời điểm hiện tại. Nó to, chúng ta ngồi nó thoải mái, nó rộng rãi nha anh em. Khi chúng ta muốn ra sau thì chúng ta chỉ cần bấm cho cái ghế này nó chạy lên hết về phía trước. Đây, hãy nhấn thử nha. Chạy lên hết về phía trước thì nó sẽ có một cái đường đi rất rộng ra phía sau. Đây, cái bấm ra phía trước. Để xuống. Rồi, bấm chạy cho nó chạy hết lốc về phía trước luôn nha. Đó, thì lúc này á, cái ghế nó chạy xéo qua, nó sẽ tạo ra một cái khe giữa rộng để cho chúng ta bước lên, bước xuống nó thoải mái nha. Đó. Đó, thì bây giờ cái lối đi ngay giữa này nè, nó đã rất là rộng rồi. Mà nếu như chúng ta muốn thoải mái hơn nữa thì chúng ta cho cái ghế này nó trượt lên nữa, nó trượt xéo qua bên. Nhưng như thế này là đã ok rồi anh em. Như thế này thì chúng ta có thể bước từ cái cửa này, nó lòn ra phía sau, đi ra phía sau. Bây giờ khác sẽ thử bước ra sau nha. Đó, đây, sẽ bước ra sau nè. Đó, ok nha anh em, hoàn toàn thoải mái. Nếu như cái đường đi này muốn rộng rãi thì chúng ta bấm cái ghế này lên nữa, nó trượt lên nữa. Hạng mục tiếp theo đó chính là bộ băng ba được thay mới hoàn toàn. Gắn cái băng ba này vô và tháo cái băng ba cũ của xe ra. Nó có tính năng chỉnh điện lên xuống đầy đủ hết luôn nha anh em. Được thao tác trên màn hình cảm ứng ở cái hộp tùy tay này. Bây giờ Khá sẽ thao tác cho các anh em xem nha. Đây, đó, Khá nâng lưng lên nè. Đó, ngã lưng xuống nè. Và đặc biệt băng ba này chúng ta có thể ngã thành giường luôn nha. Bây giờ Khá sẽ ngã thành giường cho các anh em xem luôn. Đó, ngã thành giường nằm thoải mái, gia đình chúng ta có con cái, chính chúng bản thân chúng ta có thể nằm thoải mái luôn nha. Bây giờ Khá trượt ra chút xíu, tới xíu nữa để cho nó ngã thành cái giường. Đó, 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 nằm thoải mái luôn nha anh em. Rồi bây giờ Khá cho lên lại nha. Ngoài ra thì trong cái hộp tùy tay này nó còn một khoang để đồ cũng tương đối là ok. Thêm nữa là trong cái khoang để đồ thì nó có một cái sạc không dây. Bây giờ Khá sẽ để vô cho các anh em cùng xem nha. Đây, khoang để đồ đây nha anh em. Và sạc không dây để vô trong này là nó sạc nha. Đó. Rồi, tiếp theo nữa thì trên cái hộp tùy tay này nè, nó có thêm một tính năng nữa, đó chính là để ly nước. Đó, để ly cà phê, ly nước, suối gì đó để đây chúng ta uống. Không xài nữa thì chúng ta bấm vào thôi. Đó, xịn chưa anh em? Rất là nhiều công nghệ được tích hợp lên chiếc xe này luôn nha. Khi mà chúng ta không xài nữa thì chúng ta nhấn nó qua lên đây. Thì lúc này băng ba có thể ngồi được 3 người nha. Xe còn làm thêm cặp bàn ăn chỉnh điện nha anh em. Đây, Khá sẽ nhấn vô cái bàn ăn chỉnh điện cho các anh em xem nè. Đó, ghế bên tài một cái, ghế bên phụ một cái. Rồi, ở dưới thì chúng ta có thể là gác chân nè. Trên đây thì để điện thoại. Đó, đây là cái sạc không dây luôn nha. Đó, mỗi lần là sạc liền nè. Đây thì chúng ta có thể để chai nước suối, máy tính chúng ta ngồi làm việc.
rất là tiện lợi và xịn sò nha anh em. Đây, không xài nữa thì chúng ta bấm vào nha. Đó. Đặc biệt xe còn làm thêm một cái tivi 24 inch xịn sò ngay ở vị trí trung tâm nha. Chúng ta ngồi ở phía sau nhìn ra phía trước, hoàn toàn không chón chỗ, không chiếm diện tích. Và cái ghế tài phụ thì có thể ngã ra thoải mái nè. Đó, bây giờ khách ngã cho các anh em xem nè. Rất thoải mái, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì nha. Đó. Màn hình 24 inch này nó được thiết kế tích hợp lên cái trần luôn. Anh em nhìn xem chi tiết nè, nó ôm sát luôn. Nhìn là không biết đồ gắn thêm luôn nha anh em. Như là đồ zin luôn nha. Rồi trần thì được bên khá bọc lại da lộn toàn bộ kết hợp trần ánh sao. Đó. Coi như nội thất của xe này bây giờ còn lại là toàn bộ là màu đen không luôn nha anh em. Chủ xe là muốn bên trong đen, bên ngoài đen luôn, phiên bản khắc công tử nha. Rồi hạng mục tiếp theo nữa cũng là một hạng mục rất là quan trọng của xe. Khá mời các anh em ra phía trước với Khá nha. Hạng mục không kém phần đặc biệt cho xe đó chính là cái tủ lạnh được tích hợp ở bên trong con ngựa này nha. Đây, Khá mở ra thì ở trong đây bên Khá là một cái tủ lạnh. Trong đây có thể là để rất là nhiều chai nước, 12-13 chai nước gì luôn. Và nó có thể đông đá luôn nha anh em. Đó, rất thẩm mỹ, khi không xài là chúng ta đóng là thôi. Thì ở đây nó có cái để bảng điều khiển để chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ bên trong cái tủ lạnh nha. Đó, không xài thì chúng ta đóng lại. Hoàn toàn là nhìn là không biết chế thêm cái tủ lạnh ở trong đây nha, nâng cấp thêm cái tủ lạnh trong đây. Xe còn được trang bị thêm một hệ thống âm thanh đến từ thương hiệu Miro Người Xứ Xanh của Đức nha anh em. Với cặp loa ba quay phía trước là Surinam nè, cặp loa phía sau hai quay cũng là Surinam luôn nha. Đó. Ngoài ra thì xe hệ thống âm thanh này còn được lắp đặt và canh chỉnh bởi giám đốc kỹ thuật viên người Ukraine. Anh là trực tiếp làm việc tại Pro Tour, trực tiếp canh chỉnh cho xe này luôn nha anh em. Âm thanh là hơi bị xịn luôn nha. Trên xe này hiện tại được trang bị rất là nhiều hạng mục xịn sò, hàng hóa chất lượng được thi công bởi đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao tại Pro Tour nha. Tiếp theo đó chính là cái bộ sàn carbon nhũ vàng, một hạng mục không thể thiếu cho xe Kia Carnival nha anh em. Anh em thể nhìn xem cái bộ sàn carbon làm rất là tinh xảo, nó bóng. Và bề mặt thì bên khá phục dán thêm một lớp BBS chống trầy xước cao nha. Cái bộ ốp cửa lùa này được tích hợp cùng với cái bộ sàn xe luôn nha, để nó tăng thêm tính thẩm mỹ và chống trầy xước cho xe. Tiếp theo Khá sẽ giới thiệu anh em hạng mục bên ngoài nha. Đầu xe thì lên một cái bộ body. Đó, đây là body trước, nhìn nó thể thao, nó mạnh hơn rất là nhiều. Ga lăng trên, ga lăng dưới và những chi tiết mạ chrome thì bên Khá đã dán full đen lại cho anh luôn rồi. Đó, nhìn nó mạnh chưa anh em. Đó, rất là mạnh luôn nha. Do những chi tiết mạ chrome ở bên hông như là ốp hông hay là tay nắm hay là viền ngay cửa thì bên Khá cũng dán lại full đen rồi, coi như là xe từ trong ra ngoài là nó đen phiên bản khắc công tử nha. Phía sau thì lên cho anh một cái đèn led bọc chì màu khói. Xe này lên màu đen thì nó, xe này tông đen lên cái đèn màu khói nó rất là hợp nha. Đó, đây là bộ body phía sau nè anh em. Đó, body thì nó có phần trước và phần sau, nó làm cho xe mạnh hơn, nhìn nó cứng hơn rất là nhiều nha. Và bây giờ Khá mời các anh em cùng chiêm ngưỡng một lần nữa siêu phẩm full đen cho xe Kia Carnival đến từ Hà Nội nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.